Chia nó vào sao? Liên quan đến clip một giáo viên chủ nhiệm có hành động túm cổ áo và kéo lê nữ sinh từ hành lang vào lớp học xảy ra tại trường Trung học phổ thông Đa Phúc tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã nhận được báo cáo của nhà trường. Theo báo cáo, ngày 30 tháng 9 năm 2023, nhà trường đã mời lớp trưởng và hai học sinh có liên quan làm việc, đồng thời tổ chức họp kiểm điểm giáo viên và học sinh, gồm các thành phần như ban giám hiệu, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm trong đoạn clip, học sinh trong clip, cha của học sinh này cùng ba học sinh trong lớp học. Theo tường trình của giáo viên chủ nhiệm trong đoạn clip, học sinh này là bí thư chi đoàn lớp, được giao nhiệm vụ đặt bánh sinh nhật, song học sinh đã không làm theo sự thống nhất với giáo viên chủ nhiệm, cũng chính là giáo viên xuất hiện trong đoạn video. Sau khi giáo viên và học sinh trao đổi, giáo viên có bảo học sinh ra đứng ở cửa lớp. Lớp kê bàn ghế và bày gỗ chuẩn bị sinh nhật tháng xong, thì giáo viên chủ nhiệm đi ra ngoài cửa. Lúc này, học sinh quỳ ở cửa lớp. Cũng theo báo cáo của nhà trường, giáo viên có nói học sinh đứng lên nhưng học sinh không đứng. Do sức khỏe không tốt, học sinh nằm ra cửa lớp, giáo viên có kéo áo học sinh. Giáo viên này thừa nhận đã xử lý nóng vội, gây hiểu lầm. Trong khi đó, học sinh trong đoạn video thừa nhận bản thân mắc nhiều lỗi, cha của học sinh cũng xác nhận có phần lỗi của con mình. Ba học sinh cùng lớp xác nhận tương trình của giáo viên là đúng. Trước đó, vào tối 29 tháng 9, trên một fanpage dành cho học sinh tại thành phố Hà Nội, đăng tải clip giáo viên có hành động túm cổ áo nữ sinh trên hành lang lớp học. Sự việc sau đó gây xôn xao và thu hút sự bàn luận của đông đảo dân mạng. Hiện phía nhà trường cho biết, sự việc đang được công an huyện Sóc Sơn điều tra làm rõ. Sau khi có kết luận của cơ quan công an, nhà trường sẽ xử lý trách nhiệm của cá nhân. Trước mắt, trường Trung học phổ thông Đa Phúc đã chuyển công tác giảng dạy môn giáo dục công dân và nhiệm vụ chủ nhiệm lớp của giáo viên trong vụ việc sang giáo viên khác. Đồng thời dừng công tác tư vấn học đường của giáo viên này. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.